sân bay Nội Bài. Chuyên cơ của nó nói riêng gì cùng đi tới cái hãng Việt Nam Airlines này, cái hạ nước rồi đúng không? Đi hạ nước rồi, đi nước rồi, lại ra Tây sang, lại ra bên Tây sang Việt Nam. Thì béo thế gì? Hôm nay mười mấy triệu một chuyến. Mười mấy triệu chuyến thì hôm nào đi tuần trăng mật thì cho vợ đi cái.